Bua tủ lạnh LG Side by Side các bạn ạ. Đấy, nó chất lái công suất mình đã thay ha. Và cái dòng này thì mình sẽ dùng với quạt AC 220V mình test nha các bạn. Đây là IC mình mới thay ha. Và này ta test cho nó chạy thì ta cũng chẳng cần phải xin xua đâu các bạn. Đấy, mình gắn cái quạt của máy lạnh LR ha. 220V. Đấy, và mình cắm hai cọc bìa nha các bạn là nó chạy nha. Cái thành phần cái dòng này thì nó hay hư ở trên cái phần IC và IC công suất, nối IC công suất này IC nguồn. Đấy, đây mình làm mình đang chi tiết này thôi vì video rất là ngắn, cái này mình không cần phải giả lập sinh sôi các bạn.